ngồi giữa màn sương đêm, thương thương cho chánh pháp suy tàn, mà giáo thịnh hành. Mình một mình sao đủ quy, dẫu thét lên tiếng hát giữa trùng dương. Lòng dặn lòng nguyện không núng nao, dẫu chết đi tiếng hát mai còn lan. Ôi lang thang là gió lang thang. Mình một mình lang thang trong vũ trụ sang hà, không ai trọng ai màng. Lòng dặn lòng nguyện mang gió đi, đem thanh lương dân trọn cho trần gian. Mình dặn mình bồ đề tâm kiên cố, đạo như lai vàng kiếp nan tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 2008, và chúng ta học cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Kỳ này là kỳ thứ 41. Chúng ta vẫn học cái chương trình học về tham thiền. Vì như tôi nhắc chỉ là vị Phật tử gần xa đấy, sự thật ra thì nghĩa là mình phải nói rằng là mình học tham thiền, hãy mình nghe kinh, nghe giảng, nghe giáo lý đạo Phật là phải học tham thiền mãi mãi thôi, chứ không có cái lúc nào mà tu Phật mà không tham thiền. Bởi vì trong cái chữ tham thiền có nghĩa là hệ đạo Phật là phải tu theo đạo Phật, là phải quán chiếu, phải tư duy, phải chiêm nghiệm, phải nghĩ ngợi, phải phân tích để rồi nhận thức, lấy ra một cái chân lý mà mình đã chiêm nghiệm, mình đã tư duy, mình đã quán chiếu, mình đã nhận xét. Đó là cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy: văn di tư, tư di tu, suốt quá trình giáo hóa của Đức Phật. Do vậy cho nên là mình nói rằng là mình học cái loạt bài tham thiền, chứ thì thật là không phải loạt bài tham thiền, mà là hãy nói tới tu học là luôn luôn là mình phải học nghe chánh pháp qua tham thiền. À, mình nghe pháp Phật là phải bước qua tham thiền, phải đi vào cái ngưỡng cửa tham thiền. Và do vậy mà tôi nghĩ rằng là về Đức Địa Tạng Bồ Tát, tôi đã giới thiệu trình bày lần thứ nhất vừa qua. Tôi biết rằng là tôi nói chưa có đầy đủ, chưa hết ý cần nói cho Phật tử đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chư liệt vị Phật tử gần xa đã có ý thức được Bồ Tát Địa Tạng là một nhân vật thế nào rồi chứ.
Bồ Tát Địa Tạng là nhân vật thế nào rồi? Tôi mong rằng các vị để ý Bồ Tát Địa Tạng, các vị hiểu được Bồ Tát Địa Tạng là một nhân vật thế nào. Và nói mà đừng sợ mọi người đau khổ đó, là tôi nói rằng là Bồ Tát Địa Tạng không có một con người thật. Cũng như tôi sẽ nói Bồ Tát Quan Thế Âm không có một con người thật bằng xương, bằng thịt, bằng khai sanh, khai tử. Dù là trong kinh có đề cập, Phật có nói pháp cho Bồ Tát Quan Thế Âm nghe, Bồ Tát Quan Thế Âm có đóng góp trong cái việc trình bày về sự tu hành của mình đối với Phật và đại chúng. Cũng như Bồ Tát Địa Tạng có đóng góp sự tu hành của mình trong nền giáo lý Phật qua ba cái tập kinh của Bồ Tát Địa Tạng, đó là Địa Tạng Bổn Nguyện, Địa Tạng Bổn Thệ và Địa Tạng Bổn Hạnh, mà các Phật tử đã từng mướn các vị thầy tụng cho thân nhân của mình khi đã có người quá cố. Các vị đã từng mướn tụng mà tụng rất là đắt tiền. Dù là vậy, dù là có kinh Bổn Nguyện, Bổn Thệ, Bổn Hạnh của Bồ Tát Địa Tạng như thế, dù Phật giới thiệu Bồ Tát Địa Tạng như thế, thậm chí là rồi đây các vị sẽ thấy Địa Tạng Bồ Tát và Đức Phật Thích Ca nó là hạng thầy của Phật, chứ đâu phải cái ông giữ mã vậy. Trời Phật ơi, đâu phải cái ông Bồ Tát tu hành để giữ mã vậy. Cho nên là cái bài rồi đây tôi sẽ giảng về cái bằng nghịch giáo thi. Nghịch giáo tức là cái giáo lý mà mình phải hiểu phản diện, mình phải hiểu ngược lại. Chứ còn nghịch giáo thi đó, giáo lý phản diện là phải hiểu ngược lại. Ngược lại để nói lên rằng là cái việc làm đó là do những người đệ tử nhất xuyến đề của Phật, hoặc là những người không có học Phật, không có hiểu Phật, họ làm ra. Chứ Địa Tạng không phải là cái người như vậy. Địa Tạng không phải là một nhân vật để giữ mã hay là giữ cốt ở trong một cái hầm. Người ta làm cái tháp mà có người làm cái tháp cao 2-3 tầng thì gọi là tháp, chứ có người ta làm cái tháp nó giống như cái hầm vậy. Cái hầm để ta cất, ta chứa vậy thôi. Nó không có cửa sổ nhiều. Còn có những chùa thì chùa đất rộng, người ta làm cái nhà lớn. Cái nhà lớn nhưng mà cái nhà đó nó cũng không phải là cái nhà để cho con người ở được, vì nó không có cửa sổ, nó không có thoáng mát, mà nó cũng gần như một cái hầm. Cao lớn khá hơn chút, khá hơn cái hầm một chút. Người ta để cả ngàn cái hũ cốt ở trong, rồi để Đức Địa Tạng ở trong đó. Địa Tạng không phải là cái người làm vậy, không phải là một Bồ Tát để đi làm cái việc đó. Dù là Địa Tạng có trên cái sự quân tu tập của Địa Tạng là có gọi là Địa Tạng Bổ Nguyện, cái nguyện của Địa Tạng, Địa Tạng Bổ Thể là cái thể của Địa Tạng, rồi Địa Tạng Bổ Hạnh là nói lên cái hạnh của Địa Tạng. Nhưng mà không có một con người để đi làm cái việc canh giữ mồ mả, canh giữ xương tàn như vậy. Tôi mong rằng là Phật tử gần xa ý thức cái điều đó. Mà Địa Tạng là tâm địa của chúng ta, cái đó là cái quan trọng. Cũng như các vị mà Phật tử mà buôn bán, về ngành buôn bán người ta ưa thờ ông Địa. Ông Địa cũng không hề có ông Địa có khai sanh. Ông Địa không hề có ông Địa bằng ngũ ẩm thân, không có. Mà nói là thờ ông Địa là
ta làm nên cái tượng cốt ông Địa đó là làm để chứa lên một cái tính triết học ở trong đó. Ông Địa mà các vị thờ đó cũng là thờ ông Tâm Địa đấy, bởi vì dân tộc Việt Nam mình ảnh hưởng về đạo Phật nhiều lắm, ảnh hưởng kinh điển Phật. Kinh điển Phật sử dụng chữ Địa nhiều lắm, Tâm Địa, Địa Tạng. Người ta nói là cái thằng này Tâm Địa độc ác, cái cô kia Tâm Địa độc ác, cái bà nọ cái Tâm Địa không lành, Tâm Địa độc ác. Đó là ông Địa đấy, là Địa Tạng đấy. Bởi chữ Địa đó là để nói lên là để quý, dùng chữ để ví dụ cho cái tâm của mình. Tại thờ ông Địa có nghĩa là nếu mà người buôn bán mà thờ ông Địa đó có nghĩa là mình phải tập mình. Nhìn ông Địa mà phải, mình phải nhớ rằng là phải cười che tác vậy đó. Ông Địa lúc nào cũng cười, nắng cái hình ông Địa để cho để bán mà. Để bán ăn cái ông Địa đâu trọng, nhưng mà nắng để bán cũng giống như nắng Phật tài để bán, cũng như là nắng Quan Âm để bán vậy, nắng Địa Tạng để bán vậy. Chứ không có trọng, Địa Tạng không có trong cái hình, trong cái tượng. Quan Âm cũng không có trong cái tượng, ông Địa cũng không có trong cái tượng. Người thật của ba vị đó, của Địa Tạng, của Quan Âm, của ông Địa không có trong đó. Nhưng mà nếu mà nhìn Quan Âm thì phải nhớ phương pháp tu của Quan Âm, nhìn Địa Tạng thì phải nhớ cái bổn nguyện, bổn thể, bổn hạnh của Địa Tạng. Nhìn ông Địa thì phải nhìn cái nụ cười của ông, để nhắc lên rằng là mình buôn bán là phải cười, phải cười, phải tập cười. Người ta trả giá tật, không dễ ý cũng tật, rồi cũng tập cười. Rồi người ta làm rớt đồ của mình cũng tập cười. Ví dụ như mình buôn bán quần áo, người ta sắp 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 rồi ta rớt, còn đổi đất một sắp, đổi giải một sắp, cũng tập cười rồi sửa trở lại. Buôn bán bất cứ món gì, giày dép hay là giày dép người ta sóc ta bỏ tùm lum cũng tập cười. Rồi mua bán vàng hay là mua bán kén tổ, người ta làm khua, thậm chí mẻ chút cũng tập cười. Tập cười rồi rác mình bán rồi mình đập đổ trở lại, đập đổ trở lại rồi mình cũng lấy vô. Cái cách buôn bán vậy đó, tập cười để mà lấy, để mình đập đổ trở lại lấy vô. Bể ăn cái chén này giá 3.000 cũng tập cười. Rồi thì người ta mua hồi ta mua 4-5 cái thì mình lấy lại cả chục ngàn ở trong đó. Mà phải cười mới được. Do vậy mà tôi có được gần gũi với những người Hoa, người dân gốc Hoa, người Hoa Kiều ở Việt Nam mình. Tôi buôn bán tôi làm giàu hết sức lớn, làm giàu lớn lắm là do gì? Người ta nói với tôi là người ta khéo cười. Người ta thấy một cái người bạn hàng nọ đi xỉ giải cái tiệm vải lớn của người ta, mà đi mua lần là mấy chục cây vải vậy, mà lần đó là bắt gặp có một người bạn hàng đó cố ý như là lấy thêm một cây vải, mà lỡ thấy rồi đó, lỡ thấy người ta lấy rồi đó, lại sợ ra, lại giúp mình. Rằng là sợ cái người mà ăn cắp giải thêm của mình, sợ người ta biết, rồi giả lả một cách khéo léo để cho người ta không biết rằng người ta, rằng là mình biết người ta lấy thêm giải. Mình tôi hỏi sao kỳ vậy, tôi nói có cái ba chuyện đó, không có gì kỳ hết đó. Bởi vì lần này họ mua mình 20 cây, rồi mình mua lần tới, nên là người ta mua hoài cả 1.000 cây thì ta tha hồ mà lấy lại. Chứ mà người ta, mình thấy người ta ăn cắp giải mình rồi mà mình làm dữ lên á, là coi như mất cái mối đó. Mà đây là mối bán sĩ, lấy tiền của ta cứ lấy hoài đã. Cái đó là một cái cách là người ta thợ ông Địa là vậy đó.
còn đi vô cái tiệm điện, tiệm đèn, mua đèn thử qua thử lại hồi làm sao đụng chạm dây điện con ta đứt cái nổ mấy cái dây đèn hết trơn. Cái này không sao mà, không sao, cái này sửa không có sao à. Rồi sửa lại rồi buôn bán nữa cũng vui vẻ vậy. Nhưng mà ngay lúc đó là đập thêm bao nhiêu tiền cũng được hết. Nội Tiêu Quan Hỷ nghe là không tỏ vẻ là bực tức, là giận dỗi, là chê trách hay là mắng nhiếc hả, thì lượm tiền trở lại ngay đó. Cái thờ ông Địa là thờ vậy đó, để lấy cái nụ cười của ông Địa mình làm mà hái ra tiền. Chứ ông Địa phù hộ cái gì được, ông Địa đâu có. Mà cái tâm Địa của mình phải tập cái cách bán hàng vui vẻ, nhẹ nhàng, khéo léo, qua cái nụ cười te tét giống như ông Địa vậy thì sẽ hốt bạc. Đó về mình học ông Địa là phải học cái đó. Rồi Đức Địa Tạng của mình cũng vậy, tâm Địa của mình năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát. Người nào thường hay quán cái tâm rồi gọi nhìn cái tâm là người đó có giải thoát. Bởi vì Đức Phật là nhập nhân dục liễu tri tâm thế nhất thiết, Phật ưng quán pháp giới tánh như nhất thiết duy tâm tạo. Mà người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, muốn biết rõ ba đời Phật, biết rõ Phật mười phương, nên quán cái tính pháp giới. Trong cái tính của pháp giới đó nó có ba đời mười phương Phật trong đó, và tất cả đều duy tâm tạo. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh tầm luân. Người nào mà không có thường quán cái tâm, không soi rõ cái tâm mình, là mình sống trong A Tỳ địa ngục, đánh vợ, chửi con, chửi chồng, nghĩ ác, nói ác, làm ác trong gia đình không bao giờ có hạnh phúc. Mà nghĩ ác, nói ác, làm ác thì đi ra xã hội làm việc thì cũng mất việc thôi, không bao lâu cũng mất việc. Còn không thì cũng làm những cái việc tồi tệ, chứ mình không có lãnh đạo được, mình không có lên cấp được. Mà phải năng quán cái tâm, làm thế nào phải nhẹ nhàng, vui vẻ, cầu tiến, học hỏi, phát triển ngã là khả năng nghị lực của mình qua cái cuộc sống trong sáng, miệng thân, miệng ý, tam nghiệp trong sáng thành tịnh, thì người đó mới vượt lên được. Còn mà không là cầm luân trong đau khổ thôi, bất năng quán giả là cứu cánh cầm luân. Chúng sanh cái tâm vui như đại địa, cái tâm của chúng sanh giống như đất vậy, cho nên gọi đó là tâm địa. Đất sanh ra tất cả thảo mộc, tùng lâm, cây trái, ngũ cốc ngũ quả để nuôi con người. Đem đất mà ví cho cái tâm của mình, nó có khả năng làm cho mình chịu những khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó có thể làm cho mình được cái quả giải thoát như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và thậm chí như chư Phật trong mười phương vậy. Do vậy mà gọi là tam giới duy tâm. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Vạn pháp có là do cái sự nhận thức phân biệt của thức. Bởi vì thức là cũng là tâm, nhưng mà đứng bên cái mặt phân biệt thì gọi tâm là thức. Còn đứng bên cái mặt mà nghĩ ngợi
tư duy thì gọi thức là tâm. Đấy, do vậy mà địa tạng tức là tâm của mình. Mà bên mặt nhận thức phân biệt thì địa tạng cũng tức là thức nữa. Chứ mà tạo cái tượng ra rồi bắt đi giữ nghĩa địa, giữ mồ, giữ má vậy là tội nghiệp quá, tội lỗi chết. Không phải vậy đâu. Cũng không sợ ông địa tạng như vậy. Không bỏ tiền ra cúng để làm ông địa tạng như vậy. Mình bỏ tiền ra mình cúng rồi họ đem ra nghĩa trang, họ dựng lên đó, rồi mình mua cái đất đó rồi nó mắc bằng 100 lần hơn. Cái đó là tội nghiệp quá. Tội nghiệp quá. Tự mình đệ tử Phật mà mình chơi một ông Bồ Tát. Mình hành hạ một ông Bồ Tát với một số tiền của mình bỏ ra. Rồi mình hành hạ ông Bồ Tát. Đứng giải dầu sương gió ở ngoài nghĩa trang buồn tên như vậy. Đưa vô trong một cái hầm, một cái kho như vậy, ở trong một cái tháp, dầu là tháp có cao đi nữa, mấy tầng đi nữa, cũng không chịu nổi ở trong cái bầu không khí mà thiếu vệ sinh, thiếu trong cái môi trường xấu như vậy. Tôi nghĩ rằng là cái bữa tôi nói vừa rồi thì là tôi đã giới thiệu cái đó, hy vọng rằng các vị nhớ cái đó. Bây giờ tôi nói tiếp cái bài thứ hai, kỳ 41 cũng còn nói về địa tạng nữa. Bữa nay là bữa nay ta tiếp tục học qua bài tham thiền. Thì theo tôi biết cái địa tạng đây, bài này thì bài thứ hai, nhưng mà cứ theo trong cái quyển sách thì cái bài thứ 13. Thôi đừng đặt vấn đề đó, bây giờ cứ nói là địa tạng tham thiền về Bồ Tát Địa Tạng bài thứ hai ha. Thảo mộc hằng sa tử đất ra, bài thứ hai nè, loài chua giống ngọt đất xanh mà, tâm sanh thiện ác Như Lai tánh. Địa tạng là tâm của chúng ta. Đây cái bài thơ thứ hai nói về địa tạng là vậy đó. Tôi làm như vậy thì để cho Phật tử dễ nhớ. Có nếu các Phật tử đồng ý nhớ thì nó dễ nhớ là vậy đó. Ví dụ như bài mẫu mình nói rằng địa tạng là ta tâm của ta, địa cầu dày sắc rộng bao la, muộn tâm vũ đất thành ra tâm địa, thảo mộc hằng sa tử đất ra. Đó là bài một. Rồi bài thứ hai á, thảo mộc hằng sa tử đất ra, loài chua giống ngọt đất xanh mà, tâm sanh thiện ác Như Lai tánh. Địa tạng là tâm của chúng ta. Cái này gọi là cái lối thơ liên hoàn. Liên hoàn là câu chốt của bài thơ này, thì nó lại là câu đầu của bài thơ thứ hai. Câu chốt của bài thơ thứ nhất thì nó là câu đầu của bài thơ thứ hai. Rồi câu chốt của bài thơ thứ hai nó là câu đầu của bài thơ thứ ba. Cái kiểu này thì có nhiều người người ta làm thơ. Nếu 10 bài thì ta gọi là thập thủ liên hoàn. Còn ở đây thì tôi làm đâu là được 7 bài. Cái bậc thất thủ liên hoàn. Rồi về nghịch giáo, về phản diện á, thì tôi cũng có làm đâu được là 5 bài, gọi là ngũ thủ liên hoàn.
có làm năm bài về nghịch giáo. Lần lượt rồi tôi sẽ giới thiệu cho các Phật tử gần xa. Thế thì ta học cái bài này, thọ mộc hằng xa tự đất ra, là chua giống ngọt đất xanh mà. Đó, để mượn đất để mà ví dụ đó. Gián vật về thảo mộc, về ngũ cốc ngũ quả từ đất mà sinh ra. Do vậy mà lấy đất để ví dụ cho cái tâm của mình, là chua giống ngọt, trái chát, tất cả những cái ngũ cốc ngũ quả đều từ đất mà sinh. Thế thì mượn đất để ví dụ. Chúng sanh chỉ tâm du như đại địa, tâm mượn đất để ví dụ. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, các thứ có cây hoa lá đều từ đại địa mà sanh. Tâm sanh thiện ác như lai tánh, tâm lai sanh là cả tánh thiện cả tánh ác, cả như lai tánh tức là Phật tánh. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Chúng sanh chỉ tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Tôi mong rằng là Phật tử mà học cái đoạn đó, cái đoạn đó hồi tôi giảng kinh Pháp Hoa tôi cũng có nói rồi, nhưng mà đâu phải người nào cũng nghe từ đầu tới cuối, đâu phải người nào cũng nghe cái nhớ liền hết. Do vậy mà hồi lúc kia tôi giảng kinh Pháp Hoa tôi cũng nói gì, cũng có những cái câu nói đó, những cái bài học đó. Bây giờ tôi nói về Đức Địa Tạng tôi cũng nói cái bài học đó, bởi vì nó ứng dụng không phải trong một cái bộ kinh đó rồi thôi, mà chúng ta hiểu rằng khi mà nói tới chữ tâm địa là chúng ta hãy nói tới đạo Phật là ta nhớ cái đó, hãy nói tới tâm con người là ta nhớ cái bài học đó. Do vậy mà trước kia mấy chục năm trước đã nói, bây giờ mấy chục năm sau cũng còn nói nữa, là vì không phải người nào cũng có nghe, và cũng không phải người nào nghe đều được nghe liên tục. Vì vậy cho nên tôi nói hôm nay có người bất chợt mới nghe được lần đầu và chưa nghe được những lần trước kia bao giờ, cho nên tôi nhắc tới nhắc lui là vậy. Thành ra là thảo bọc hành xa tự đất ra, là chưa là giống ngọt đất sẽ sinh ra, tâm sinh thiện ác như lai tánh, tâm sinh hết mười pháp giới, pháp thiện pháp ác, tánh thiện tánh ác, tánh của Tu Đà Hoàng, của Tư Đà Hàm, của A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, vô thượng Như Lai, cũng đều là từ cái tâm địa mà ra, từ tâm địa con người mà ra. Mà học được cái bài này rồi đó thì mình nói nghe giống như là nói giống như là dữ, giống như là thô bạo, giống như là vô lễ với các ông vậy đó, với các hiện thánh vậy. Nhưng mà chỉ là không có, theo đạo Phật thì không có hiện thánh nào ngoài ta, không có trời nào ngoài tâm ta, không có hiện thánh nào ngoài tâm ta. Cho nên là mình tôn trọng hiện thánh ở bên ngoài đó, mình giống như mình cung kính, giống như mình lễ lại, giống như mình khấn cầu tha thiết ghê gớm. Kỳ thật là người mà học đạo Phật rồi là không phải làm vậy. Khấn nguyện ở bên ngoài không được cái gì hết, tôn trọng cung kính những hiện thánh bên ngoài mình không có được cái gì hết. Cúng lại ông gì,
cũng lại ai, lại vào quyền. Bao năm khấn nguyện, bao năm khấn, bao năm cúng lại, bao năm khấn, cúng lại ông gì, lễ bái ai, không bao giờ có được gì hết. Đầu năm lễ bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhân bệnh hoạn tai ương mãi, uổng quá tiền toi tật vẫn mang, cho nên cúng lại không có được cái gì hết. Tại mình nhẹ dạ cả tin, mình gửi gắm tâm hồn cho những cái bực mà mình tự mình cho là siêu nhân siêu nhiên, chứ không có. Đạo Phật là không có tin cái đó. Mình không tin cái tâm mình thì thôi là không phải đạo Phật rồi nha. Nhưng mà nói cái này là không chịu rồi nha. Nhiều Phật tử không chịu lắm mà. Gọi là Phật tử mà không chịu tin cái tâm của mình, không có chịu tin cái tâm địa là cái của mình, không có chịu tin cái ông địa là cái tâm của mình biểu lộ ra một cái triết lý để cho mình nhắc nhở mình, mà mình chịu thờ, chịu cúng, chịu khấn, chịu nguyện, chịu lại. Cái đó là cái hết sức là khó gạt bỏ. Là tại vì cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình á, ảnh hưởng cái cúng tế lễ bái nhiều quá, quá sức sâu đậm. Thành ra khi mà giảng triết lý của đạo Phật, nhiều người không chịu nổi, nghe bực bội. Nếu là đệ tử Phật thì hãy ráng mà thắng với cái tâm của mình, cái tâm nguyện hoặc con đường mê tín dị đoan của mình. Trong đạo Phật kinh dạy rằng là chiến thắng ngàn quân địch không khó lắm, mà chiến thắng cái tâm của mình mới là cái điều khó. Cái tâm của mình bị kiến hoặc, nó nhuộm, nó thấm, nó nhuộm từ lâu rồi, rồi bị tư hoặc, nó cũng nhuộm, nó thấm đậm rồi, mà kiến hoặc khi tư hoặc mà không học, không tư duy, không tu tập, không gột rửa nó, thì nó cứ dẫn mình lẫn quẩn ở trong cái việc cầu nguyện lại lục khấn bái, bởi vì nó là thuộc về tà kiến, và thờ phượng là thuộc về thân kiến, thuộc về thường kiến, thì chấp mắt cái thân, thì chấp mắt cái hồn, nó thuộc về là thân kiến. Thành ra thân kiến rồi biên kiến rồi mình bỏ chưa được, mà tà kiến rồi như nói nãy giờ đó, mình thờ địa tạng rồi mình tụng địa tạng, muốn thầy tụng địa tạng rồi mình cúng nhiều triệu, đó là tà kiến rồi mình cho rằng Đức Phật, kinh Phật Di Đà là rẻ tiền, rồi mình công đức có 300 à, tụng 3 đêm có 300 à. Mà tụng địa tạng 3 đêm là công đức 9 triệu. Một cuốn như là 3 triệu, 3 cuốn là 9 triệu rồi nha. Bởi vì tiền nhiều khá mà, cuốn nhiều vậy có phước. Cái đó là hoàn toàn không phải đạo Phật. Hoàn toàn không phải đạo Phật. Cái đó là ngoại đạo, tà giáo. Cho nên cái này để ý mà nghe thử đi. Ừ.
tại sao lại kinh Địa Tạng lại lại mắc? Kinh cái kinh đó nói về một vị đệ tử Phật mà tụng thì lại đã tiền mắc, còn kinh của Phật Di Đà lại tụng lại trả tiền rẻ, mướn rẻ, gọi là công đức cho nó nghe cho nó văn hoa vậy đó. Chứ chỉ thật là mình mướn tụng chứ công gì mà đức gì, thì nó tụng cho mình, cho thân nhân mình là mình trả tiền cho người ta vậy đó. Tức là mình mướn gì mà dùng từ công đức, tức là mình muốn trả tiền công. Mà tại sao lại kinh Phật A Di Đà lại mướn rẻ là sao? Còn tại sao lại kinh của một Bồ Tát là thuộc về là hàng chưa thành Phật? Là nếu nói theo giai cấp là thuộc về thành phần là đệ tử Phật, mà kinh của Địa Tạng Bồ Tát là mình trả tiền mắt, mình mướn mắt là sao? Một sự sai lầm căn bản rất nhỏ mà đệ tử Phật không biết thì làm sao gọi là đệ tử Phật? Nguyên do như vậy là tại vì không có tham thiền. Gọi là đệ tử Phật mà không nghe chánh pháp và không học tham thiền, cho nên tự mình làm cho cuộc đời mình tiền mất tật mang, không được gì hết, uổng quá, tiền toi tật vẫn mang. Cho nên cái bài này để nhắc rằng là tâm của chúng ta nó tạo ra cái nghiệp từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh tới cái nghiệp thành ra trời, thành ra Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, thậm chí thành Phật cũng là do tâm của chúng ta. Cho nên tâm sanh thiện ác như lai tâm, câu đó phải để ý. Thì là tánh tức là Phật tánh, pháp thiện pháp ác của thân của miệng của ý đều là do tâm mà sanh ra. Sanh ra thập thiện nghiệp cũng tâm sanh ra, tâm nó sanh ra, nó thúc đẩy, nó làm cho ta tạo ra cái thập ác nghiệp cũng tâm sanh ra. Và tâm của ta nó làm cho ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng tâm của ta sanh ra. Do vậy mà kết luận rằng Địa Tạng là tâm của chúng ta, để cái đó khi nào nhìn một tượng Địa Tạng ở đâu cũng được. Khi mình biết học biết tu rồi đó, mình vào chùa mình nhìn cái tượng Địa Tạng người ta đã làm thờ thì cũng không có sao hết. Cái tập quán lâu đời người ta thờ đến Địa Tạng thì mình nhìn Địa Tạng cũng không sao, không đến nỗi gì tội lỗi, thật sự thì không cần thiết. Nhưng mà nếu mà lỡ mà các vị trước kia người ta đã bày ra vậy, bây giờ mình nhìn Địa Tạng cũng không có sao, không có sao. Với cái tâm niệm của mình rằng là mình nhìn Địa Tạng, mình biết đó là tâm địa, biểu trưng cho cái tâm địa của mình, chứ mình không coi đó là một ông thần, ông thánh, ông Bồ Tát. Do vậy cho nên là lỡ mà mình gặp Bồ Địa Tạng ở trong cái nghĩa trang lớn hai ba ông gì đó cũng không sao, ai làm thì phải chịu, ai làm cái điều tội lỗi sai trái đó nó chịu. Còn mình thì mình nghĩ rằng Địa Tạng là tâm. Do vậy cho nên là mình không có mua cái đất ở gần cái lô của có ông Địa Tạng đứng, cái lô đất mà xa ông Địa Tạng đó thì 4 thước, để đi Quyền Mã thì có 4 triệu à, mà đây gần cái lô đất ông Địa Tạng đứng là 4 thước là 40 triệu. Mình không có làm vậy, mình là người đệ tử Phật, mình hiểu rồi, mình không có quý cái lô đất của ông Địa Tạng.
mua gấp 10 lần hơn vậy. 4 triệu dám mua 40 triệu còn hơn nữa. Tôi nói cái giá trị tiền thì bây giờ nó khác. Cái hồi xưa 50 năm trước, cái lô đất có 4 đồng bạc thôi, 1 đồng 1 thước, 1 thước vuông đất, thì 4 thước là có 4 đồng thôi. Người ta mua đất vậy đó, đất quan, đất cách xa thành phố mà. Vậy mà khi mà có một người tử trận trong cái vụ chiến tranh đó mà chức tước rồi có tiền đó, ta mua một lô đất vậy là 200 triệu. Bởi vì tại nó gần ông Địa Tạng, mà Địa Tạng bằng đồng đó chứ, cho nên ta dám mua nó mắc vậy đó. Vì chuyện đó tôi đã thấy nhằn nhãn trước mắt. Tôi thường hồi đó, hồi nhỏ mình đi học đó, rồi lâu lâu rồi cái chủ nhật cái cho mình đi chơi, đi chơi mấy nghĩa trang nghĩa địa, cái chỗ mà đất nó còn dư, nghĩa trang nó nhiều mẫu lắm, thành ra nó còn dư, rồi vô đó rồi mua banh đá, đá chơi thầy trò đá, đá banh ở nghĩa trang, mấy chỗ đất dư chưa chôn. Thành ra chỗ nào Địa Tạng đồng thì là mắc hơn, Địa Tạng bằng xi măng thì là cái lô đó rẻ hơn chút, nhưng mà cũng bắt bằng mấy chục lần hơn. Rồi đem cái cốt rồi đem vô cái tháp, mà cái tháp cái tầng nào mà có Địa Tạng nó thì mắc hơn, còn cái tầng mà không có thờ Địa Tạng thì rẻ hơn. Nhưng mà bây giờ người ta nghiên cứu rồi, tầng nào người ta cũng để Địa Tạng hết. Cho nên tầng thứ 1 cho tới tầng thứ 7, tầng nào cũng có ông Địa Tạng, thì cái đó để mắc đều hết, từ trên tới dưới mắc hết. Rồi có chỗ thì nó không được rộng lắm, cái tháp không được rộng lắm, thì người ta làm một ông Địa Tạng ngay cái tháp vừa vô là đúng. Cho nên là những cái cốt từ trên tới dưới gì, nếu mà cần ông Địa Tạng thì cứ đột xuống mà chiêm ngưỡng. Tùy theo cái môi trường, cái tháp lớn nhỏ mà ta làm. Còn cái tháp rộng rộng là ta làm mỗi tầng mỗi ông Địa Tạng. Tại vì là có Địa Tạng thì cái giá trị nó bằng nhau, cho nên không có tầng nào là rẻ hơn tầng nào hết. Cái đó tôi nói về Việt Nam này, các vị đi nghiên cứu các chùa đi, chuyện nó có đấy. Nhưng mà không phải chùa nào cũng làm được cái tháp lớn. Có những chùa người ta lấy một cái căn nhà, một căn nhà người ta để, ta để cốt mà mất vệ sinh dữ lắm trong căn nhà đó. Thế là tóm lại cái bài thơ này, phải học thảo mộc hàng sa tử, đất ra loài chua giống ngọt, đất xanh mà tâm sanh thiện ác Như Lai tánh. Địa Tạng là tâm của chúng ta à. Tôi nói như vậy là ở đâu? Đây bây giờ tôi nhắc thì các vị đây nha. Đây là kinh Địa Tạng đàng hoàng. Muốn tụng kinh Địa Tạng, ông sư nào cũng phải tụng cái bài này. Khể thủ từ bi đại giáo chủ, Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Bắt đầu tụng kinh Bổ Nguyện trước, Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Nghĩa là hôm nay là con được người ta mướn tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát, mà cái cuốn đầu gọi là cuốn Bổ Nguyện, nói lên cái nguyện của Đức Địa Tạng. Thì giáo đầu là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Bắt đầu: Khể thủ từ bi đại giáo chủ, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng. Đấy, có nghĩa là cái ông thầy mà tụng kinh, hoặc là cái người đệ tử mà xem kinh Địa Tạng,
kinh mà tụng, mà tụng để lấy tiền thuê đó thì nó không có phải vậy. Phật thuyết ba tạng giáo lý kinh luật luận, không có cái kinh nào để mà tụng để lấy tiền thuê. Cũng như người đệ tử Phật không có mướn người ta tụng kinh để cầu an hay cầu siêu gì được hết á. Kinh, tụng kinh giả là minh Phật chi lý, đích thân cái người mà tu học chánh pháp của Phật, đích thân mình phải đọc kinh, phải xem kinh. Và nếu mình không tự hiểu được thì mình phải nhờ sự hướng dẫn của các thầy, của các đại đức thượng tọa, hòa thượng. Đó là những người có học trước, có học thật sự về kinh, về luật, về luận. Nhờ các vị đó hướng dẫn các nghĩa dạy bảo mình. Cho nên là ta cắt chùa rồi ta để cho các ông vậy đó chứ. Các ông thầy tu là những người đó mình không có tu được, mình là Phật tử tại gia mình không tu được. Cho nên là mình ủng hộ người tu, mình đâu đậu hồn truyền lại các chùa cho người tu ở, để mà người ta học chánh pháp, người ta hành chánh pháp, ta sống theo chánh pháp. Rồi mình Phật tử tại gia là mình không thuộc, mình không hiểu về cái cách tu hành để giải thoát, để giác ngộ, thì mình tới cái chùa để mình hỏi những ông thầy đã như vậy, hỏi ông thầy mà đã từng có học, có hành, có tu trước mình, nhờ người ta hướng dẫn. Cũng giống như bây giờ tôi gọi đây là cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa đấy, là tại vì là tôi học mấy mươi năm rồi, tôi đi dạy học 60 năm mà tôi là cái người là không có sự nghiệp, không chịu làm sự nghiệp mà để tâm nghĩa là chuyên rồng là dạy học. Cho nên tôi có cái điều kiện nghiên cứu kinh điển kỹ hơn các Phật tử, thành ra tôi mới biết dần hơn, tôi mới nói. Mà tôi nói mà không đúng ý Phật tử hiểu tật, hiểu sai, mà nói không đúng ý thì các vị giận, các vị buồn tôi, là tại vì các vị tin bằng cái kiểu không có phải là chấp tín, mà các vị là mê tín. Mà mê tín tôi nói như không hợp ý các vị thì các vị buồn tôi chứ. Chứ tôi là cái người nói thiệt đó chứ. Thật ra cái ông thầy tôi nào cũng vậy, phải đọc cái câu à: Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Nguyện thứ nhất là Địa Tạng Bổ Nguyện, phải đọc: Sẽ thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng. Có nghĩa là con dập đầu cúi lại, dập đầu lễ bái cái đấng giáo chủ đại từ đại bi. Sẽ thủ từ bi đại giáo chủ, đại giáo chủ là cái đấng giáo chủ đại từ đại bi. Đại từ là từ năng giữ lạc, bi là bi năng bạc khổ. Cái đấng giáo chủ đại từ bi này tức là ông Địa Tạng, mà ông Địa Tạng là có khả năng giữ lạc và bạc khổ, tức là cho vui và cứu khổ. Mà cái ông mà cái đấng đại giáo chủ từ bi này là không có ai có quyền cho vui ai, mà cũng không có ai có quyền cứu khổ ai, mà chỉ cái người mà có quyền cho vui cứu khổ đó là chỉ có tâm địa của mình thôi. Năng quan tâm giả là cứu cánh giải thoát, bất năng quan giả là cứu cánh trầm luân. Chúng sanh chỉ tâm vui như đại địa. Cái người nào mà thường quán chiếu soi rõ cái tâm là người đó biết rằng mình đang nghĩ ác, nói ác, làm ác. Mà mình là người đệ tử Phật mà mình nghĩ ác, nói ác, làm ác là sai. Bỏ cái đó đi, gột rửa cái đó đi. Đấy, thế là cái tâm của mình đấy. Mình quán chiếu cái tâm mình là làm cho mình giải thoát là vậy đó. Bất năng quán giả cứu cánh trầm luân,
Mình nghĩ ác, nói ác, làm ác, mà mình không biết mình là cái người đang nghĩ ác, nói ác, làm ác. Thế thì nó làm ra tội lỗi chứ gì. Cái nhân ác ra thì nó ra cái quả nguy hiểm lắm. Cái nhân ác nó tạo ra cái quả nguy hiểm. Mình chơi với những người lành, người thiện hữu trí thức, thì từ cái lời nói cũng như cái cuộc đi chơi, đi chơi cái chỗ an lành, thậm chí nó bồi dưỡng thêm văn học, nghệ thuật, trí tuệ. Đó là mình chơi với những người lành, thì cái ý nghĩ của mình, lời nói của mình, việc làm của mình cũng là lành. Mình chơi có văn hóa, có nghệ thuật, chơi trong cái phạm vi cuộc chơi đó, nó có lương tâm lương tri của con người, nó không có phạm pháp. Cận châu giả xích, cận mặt giả khắc, gần son thì đỏ mà gần mực thì đen. Mình chơi với người lành, người thiện hữu trí thức, mình biết mình đang chơi với người lành, mình chơi với thiện hữu trí thức, gần gũi với người tốt thì mình được tốt. Đó là người năng quán tâm giả, cứu cánh giả thoát. Bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân, mình chơi với những cái người không tốt, những cái người ác trí thức, chơi với họ là nghe những điều ác, những điều sai trái, những điều tội lỗi, nói những điều tội lỗi và nghĩ những điều tội lỗi mà mình không biết rằng mình đang chơi với những người tội lỗi. Rồi nói điều tội lỗi, rồi nghĩ điều tội lỗi, mình không biết. Thế thì mình làm sai, hành động của mình nghĩ sai, nói sai, làm tội lỗi là mình phải bị pháp luật trừng trị trước mắt. Và ngày nay không bị thì làm sao cũng bị. Và nếu mà chưa phải bị pháp luật trừng trị thì thí dụ mình chơi với những người mà nghiện ngập rượu chè, nghiện ngập xì ke ma tí, thì tự mình diệt lấy mình mà chưa cần có ai phải bắt bớ tù đài, mà mình đã tự diệt mình trước rồi, rồi sau đó lại còn thêm bị bắt bớ tù đài cái nữa, thì cái nguy hại nó vô cùng. Vì sao? Tại cái gì? Là tại bất năng quán giả. Mình không dập đầu cúi lại, mình không tôn trọng cái đấng đại từ bi, cái đấng giáo chủ đại từ bi. Mà đấng giáo chủ đại từ bi là tâm của mình đó. Năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát. Bất năng quán giả, cứu cánh trầm luôn. Đấy. Thế thì tụng kinh Địa Tạng là bắt đầu là phải tụng kinh. Con nay kính lễ đấng giáo chủ đại từ bi. Vậy thì đấng đó là ai? Là đấng Địa Tạng. Mà Địa Tạng là ai? Địa Tạng là tâm của mình. Ta biết gì tâm? Tâm danh vi địa. Chúng sinh chi tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh. Như thị tâm pháp, sanh thế, xuất thế, ngũ thú, thiện ác, hữu học, vô học, độc giác, Bồ Tát, cập ư Như Lai, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. À, cho nên cái đấng mà đấng giáo chủ đại từ bi này là tâm địa, khẽ phủ đấng tâm địa lại, còn này kính lễ đấng tâm địa của mình. Cái bài như vậy đó, các vị muốn mướn ông thầy lại là phải nói cái đó cho các vị cơ. Chứ mướn 9 triệu bạc rồi tụng 3 cuốn, mà mướn như vậy trời, mướn tôi đi. Tôi là tụng giỏi lắm đấy, nhưng mà tôi không phải ăn mướn vậy được. Ăn mướn vậy tiền rồi tôi xài, còn các vị là không có được cái gì trơn. Rồi chừng các vị mà tỉnh ngộ ra đó, thì các vị nó uổng quá tiền toi tật dẫn mang. Thì tôi lương tâm lương tri nào mà tôi ăn cái tiền kỳ cục vậy? Tiền các vị thì mất, các vị không được cái gì hết. Còn tôi thì nuốt rồi, sơ tái rồi, làm sao tôi chịu được cái đó? Tôi không ăn cái đó được. Tôi hướng dẫn các vị vậy nè. Các vị có giải thoát, có giác ngộ rồi, cũng có người ta Phật tử cũng có ủng hộ, cũng gọi là ủng hộ, cũng gọi là cúng dường cho tôi, chứ không phải là tôi ăn cỏ, ăn rác, ăn gì. Có.
Nhưng mà điều người ta nghe rồi ta quan hỷ rồi ta cúng tiền, ta cúng cơm, cúng gạo, cúng đồ ăn gì đó, đủ thứ, có gì ăn đấy. Chứ không có đặt tiền, không có đặt giá cả. Mà giá cả mà tụng cho người ta không biết được cái giá đó, thì người ta được cái gì? Uổng quá, tiền tôi tật vẫn mang. Rồi tụng lại một chút là đánh chuông bắt mình lại đi chứ. Đây là tôi đánh chuông nè, nha. Vậy đó. Mà ba tấn bổn đạo ha, miễn nghe tiếng chuông lại. Còn cái lúc là các ông thầy tụng không lại. Nó ngồi vậy đó. Mà các ông thầy tụng là ba nghe tiếng chuông là lại. Đánh lớn quá vậy không trúng đó nha. Đánh chuông đánh nhẹ nhẹ chứ. Đánh lớn quá là ta nói là chưa thấm tương cao. Nhưng mà tại cái chỗ này để nó không có thuận tiện, thành ra thì đánh nó không có vừa cái tay. Thế là cái câu đầu đó là cái đánh đại giáo chủ. Cái đánh giáo chủ đại từ đại bi là tâm của chúng ta. Địa năng kiêm hậu quảng hàm tàng. Cái câu thứ hai, địa năng kiêm hậu quảng hàm tàng. Đây ta cách dễ chữ địa tàng là chữ địa đầu, chữ tàng chót tức là địa tàng đấy. Chữ tàng tức là chữ tàng. Mình đọc là địa tàng chứ chữ thật là địa tàng. Vậy thì địa tạng là gì? Là kiêm, là hậu, là quán, là hàm tàng. Địa tạng này ta nói là đất là nó dày lắm. Ta gọi là trời cao đất dày là vậy đó. Cho nên giờ các nhà khoa học ta khoan vô mấy ngàn thước về sau á. Khoa học giờ giỏi lắm, khoan mấy ngàn thước á, để lấy nước nóng ở dưới đất á, để chế tác ra những cái máy móc gì đó. Được khoan dầu lửa cũng mấy ngàn thước dưới đất để lấy dầu, nó dày lắm. Đó là cái nghĩa hậu. Còn nghĩa kiên là nó bền chắc lắm. Đất nó bền chắc lắm. Gan đồng kỳ thao thiết gì nấu vô tới 1200 độ là chảy tất. Gan thì cỡ trên 1200 độ cũng chảy tất. Còn đất thì mình lại lấy cái gì bằng đất là để mà nấu gan, nấu chì, nấu đồng. Cái đó nó không có chảy. Cũng như vàng, thử vàng nó vậy, đưa cái gì vô để cái vàng vô mà khè cái lửa xanh lét đó, là nó chảy ra hết rồi. Mà lấy kia một cái giót cái gì đó bằng đất để vàng lên đó là khè vô vàng thì đỏ hỏng vậy đó, mà đất kia không có sao hết. Chứ đưa đồ thủy tinh, đồ sành sứ rồi vô bể hết. Đất nấu bao nhiêu nấu, nướng bao nhiêu nướng cũng đều không có hài hấn gì đó hết. Rồi bơm bỏ đùng y vậy đó. Phá ra thì khuyết từ lỗ đó rồi đi dâng lại, nó dời ra chỗ kia. Chứ đất cũng không có mất mát gì đất hết. Rồi nước lũ cuốn đi ào vậy là đi rồi đi vậy chứ. Còn rồi lại chỗ kia cũng lóng xuống cũng đất nữa. Đó là cái nghĩa kiên của đất đó. Địa năng kiên. Nó rất chắc bằng cái hình thức vậy đó. Nó biến thể ra vậy thôi. Từ tan điền nó biến ra thư hải, từ ruộng dâu nó biến thành biển cả, rồi biển cả bị lấp bị dùi đi thì biển cả lại nó biến thành ruộng dâu, mà đất có thể không có mất đi đâu hết, chẳng qua là chỗ này trở đi lại chỗ khác. Một con sông Cửu Long, một con sông Hồng, nó phá đất ở vùng này nên đem đi chỗ khác, phá rất dữ. Cái mùa nước lớn ở sông Hồng nó phá một ngày không biết bao nhiêu, mà nó từ chỗ không có đất nó đem lại đầy dung cả vùng vậy đó, cả vùng Phù Sa. Chỗ kia nó moi lũng cả bao nhiêu mẫu, chục mẫu vậy đó. Ở Pháp Tâm Giang ở ngoài Huế cũng vậy,
chỗ đó nó phá lành cả ấp, cả ấp, cả xã vậy. Thế mà nó không mất đi đâu. Cho nên đó là cái nghĩa của chữ kiên. Địa năng, địa ngôn, ngôn có nghĩa là hai chấm đó. Địa là gì? Địa hai chấm, chữ ngôn là hai chấm. Kiên, hậu, và quả. Đất rộng lắm, như quả địa cầu mình ở giờ đó. Mình nói đây là mình nói đất lên là đất của quả địa cầu thôi đó, chứ nó còn có thiên thể, những cái định tinh, những hành tinh khác cũng thuộc về đất. Thuộc về vật chất là đều gọi là đất cả, gọi là địa đại cả. Thế thì nó vừa kiên mà nó vừa hậu, nó vừa quản hàm, nó vừa quản là rộng, rồi hàm tàng là đất, là cái chỗ chứa đựng. Cho nên là đất ở mặt quả cầu của chúng ta đang ở thì nó chứa đựng là 8,4 tỷ người, và bao nhiêu núi sông cỏ cây hoa lá nó chứa hết. Đó là quản, cái nghĩa quản hàm của đất. Rồi còn bây giờ đây nè, đất cái là nó chở luôn cả dưới đáy Bắc Đại Tây Dương ấy, nước Nga là đem cắm cắm cờ ở dưới đó rồi, nó cũng chở luôn cái cờ của nước Nga ở dưới Bắc Đại Tây Dương ở dưới đó. Sau này nếu mà ai mà giành biển ấy, thì là nước Nga họ nói rằng là đất là của họ đấy, họ cắm cờ dưới từ lâu rồi đó, họ chiếm rồi đó. Còn ở trên Cung Trăng cũng vậy, Cung Trăng và Cung Quy Kỳ cũng cấm dùng rồi, Nga cũng cấm dùng rồi. Đó là cái nghĩa chiên, cái nghĩa là quả hàm là vậy đó. Rồi các cái xe tự hành, rồi các cái phi thuyền ghé đậu vô, nó cũng đều chứa đựng hết, thì nó có nghĩa chiên chở và quả hàm là vậy đó. Thành ra là địa tàng, tức là vừa kiên, vừa hậu, vừa quản, vừa hàm tàng. Đó là nói lên cái nghĩa của chữ đất. Chữ đất để nói lên chữ tâm của mình là tâm địa. Địa tạng là tâm địa. Chữ đó rõ ràng như vậy đó. Kinh dạy mình phải hiểu địa tạng qua địa ngôn kiên hậu quản hàm tàng. Địa tàng này là có nghĩa là kiên, là hậu, là quản, là hàm tàng. Để lấy cái kiên, cái bền chắc, cái dày của đất gọi là hậu. Về quản, nói về mặt rộng của nó, nói về mặt không gian. Còn hàm tàng có nghĩa là lấy về cái sức chứa đựng của đất, gộp những cái đó lại để ví cho tâm địa của mình. Nó làm cho mình địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng nó cũng là tâm. Rồi nó làm cho con người thành ra người, tư cách của con người và sự hạnh phúc của cõi trời cũng là tâm. Rồi các cái quả chứng bắt đầu chứng Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán cũng là tâm. Chứng lên Trung Thừa Phật Giáo, quả Bích Chi Phật cũng là tâm. Chứng lên hàng thập địa, sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Cuối cùng là Bồ Tát Địa Tạng, là hàng đẳng giác Bồ Tát cũng là tâm. Quan Thế Âm Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, tức là còn một đất nữa đó. 99 nấc rồi, còn một nấc nữa là đạt tới cái đỉnh cao của quả Phật, gọi là vô thượng bồ đề. Thì Địa Tạng Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát cũng là tâm. Cho nên là địa ngôn kiên hậu quản hàm tàng. Kinh giải rất rõ ràng vậy đó. Rồi đây nhé, còn cái này nhé, nghe câu thứ ba này. Nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân
cặp qua vũ bảo dân vô số chủng, vi tường, vi thoại, biến trang nghiêm. Đây, thì cái bài này nói gì? Cái bài này nói lên rằng là muốn đọc cái bài này, tôi nói tôi thuật một cái chuyện này để cho các Phật tử để ý. Trong kinh Pháp Hoa, tôi sẽ triển khai là Quan Thế Bồ Tát và Diệu Âm Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát rồi bây giờ đây thì tôi mượn cái chuyện đó để tôi nhắc để cho các vị rằng tôi nói nó có sách mách, nó có chứng, chứ không phải tôi tự đặt ra cái bài giảng nào, tôi không có cái nào tôi tự đặt ra đó. Kể cả những bài thơ tôi làm vậy thôi đều là dựa trên kinh không đấy. Cái bài mà tôi vừa đọc đó, nó giống y như là cái chuyện của kinh Pháp Hoa là Diệu Âm Bồ Tát cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong cái phẩm Diệu Âm thứ 24 của kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Diệu Âm ở bên một cái đất nước, ở bên một cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm. Cái thế giới của Bồ Tát Diệu Âm ở đó gọi là nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, tức là cái thế giới đó nó trang nghiêm lắm. Và tất cả môi trường, hoàn cảnh đó đều là rực rỡ, sáng suốt, rực rỡ, trong sạch, thanh tịnh. Không có chỗ nào mà không sáng suốt, không rực rỡ, không trong sạch, không thanh tịnh. Gọi là nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, nghĩa là nó đẹp đẽ lắm. Đó là cái chỗ, cái xứ, cái cõi nước của Bồ Tát Diệu Âm ở đó. Thì cái ông Địa Tạng Bồ Tát này cũng vậy đấy. Cái tên của đất nước thì khác, nhưng mà cũng là gần như cái ý nghĩa vậy đó. Nhất thiết tịnh quang trang, như tất cả đều là thanh tịnh, đều là sáng suốt, đều là trong sạch, đều là đẹp đẽ, đều là an vui hạnh phúc, chứ không có cái hiện tượng đau khổ của phiền não của vô minh. Cái xứ của Bồ Tát ở là vậy, Bồ Tát Diệu Âm đã vậy. Mà khi mà Đức Phật Thích Ca mà nói kinh Pháp Hoa đó, thì Bồ Tát mới xin phép Đức Phật của mình để đi đến dự nghe kinh, nghe Phật Thích Ca nói kinh Pháp Hoa. Thì trong khi mà Diệu Âm Bồ Tát mà đi, được cho phép đi rồi đó, thì vừa xuất hiện khỏi cái nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm của mình đó, thì trên cái đường đi, đi ngang qua quốc độ nào, đi ngang qua thế giới nào, thì quốc độ đó, thế giới đó đều cũng là tịnh quang trang nghiêm, cũng đều là hương thơm ngào ngạt, tất cả những loài hoa trổ rực rỡ sắc màu, gió thì nhẹ mát mẻ, rồi tất cả những cái âm thanh của các cái loài côn trùng cầm thú đều là diễn nói những cái âm thanh dịu dàng nhẹ nhàng, làm cho tâm hồn con người nghe tới đâu là nhẹ nhàng, là mát mẻ tới đó. Trăm ngàn thứ cỏ cây hoa lá đều trổ bông trổ hoa đẹp đẽ đón chào. Trời thì nghe là mây vàng, mây xanh, mây đỏ rực rỡ đẹp đẽ, và mưa những cái thứ mây đẹp, mưa những thứ hoa đẹp, hương đẹp rực rỡ.
Thế thì về cái cảnh trí cái ngày đó đó, cái lúc mà Diệu Âm Bồ Tát gần tới đó thì nó đẹp đẽ vậy đó. Thế thì đại chúng mới hỏi Bạch Thế Tôn, chứ sao hôm nay lại cái đất nước thế giới nó có cái hiện tượng lạ lùng đẹp đẽ kỳ quặc mà xưa nay không có? Vì Đức Phật mới nói rằng có Bồ Tát Diệu Âm từ cái thế giới nhất thiết tịnh quan trang nghiêm kia đã từng xin phép với đấng giáo chủ của thế giới đó đến để thăm ta, để học hỏi, để nghe pháp với ta. Do đó mà nó có cái điểm lành như thế. Đây rồi thì trong cái thời gian mà Bồ Tát Diệu Âm mà đến cái cõi Ta Bà, đến cái thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca đấy, cái thế giới mà gọi là thế giới chịu đựng, thế giới xâm nhẫn của Phật Thích Ca đầy nguyên nhân đau khổ và quả đau khổ đó, thì cái ngày đó không có đau khổ nữa. Cái ngày đó là tất cả điềm lành hiện tượng tốt, nó không còn thấy sự đau khổ nữa. Thế thì là khi mà nghe cái thời pháp qua rồi của Phật Thích Ca nói rồi đó, tới chừng Diệu Âm Bồ Tát xin phép để trở về, thì trên đường mà trở về cái nước kia thì ngài đi rút lui đi tới đâu á, thì cái cảnh Ta Bà nó trở lại, nó trở lại những cái hiện tượng của cái kiếp con người ở cõi Ta Bà là phải chịu đựng, là phải khâm nhẫn, là đầy nhảy cái nguyên nhân khổ đau và cái quả khổ đau. Nghĩa là nó trả lại cái trạng thái cũ không còn đẹp đẽ nữa. Đấy, đó là cái câu chuyện của Diệu Âm Bồ Tát. Thế thì là cái ta hiểu cái đó như thế nào? Đó, nghe cái câu chuyện đó của Kinh Pháp Hoa đó, rồi mình cũng phải hiểu cái mật nghĩa, cái thâm nghĩa, cái quyền nghĩa, cái vô lượng nghĩa, cái ý Phật muốn dạy. Chữ Diệu Âm đó, tức là cái âm thanh màu nhiệm. Cái âm thanh màu nhiệm, cái âm thanh trong sáng của lương tâm lương thi của mình gọi là Bồ Tát Diệu Âm đấy. Còn mình nghe những cái âm thanh nó xúi dục mình là trộm cướp nè, giết người nè, là dâm dục nè, nói láo nói lưỡi hai chiều, nói lời thiêu diệt, nói lời hung ác nè, và nó thúc giục mình những cái ý nghĩ về tham, về sân, về si nè, thì cái đó không gọi là Diệu Âm được. Mà cái âm thanh đó là cái âm thanh đó của âm thanh của A Tỳ Ngục. Đó là những cái tiếng rên rỉ réo gọi của A Tỳ Ngục, chứ không gọi là Diệu Âm. Cho nên khi nào mà đọc trong cái Địa Tạng mình thấy là các cái tiếng la, những tiếng rên, tiếng khóc ở trong các cái thứ ngục đó, các thứ ngục đó nó không có 18 cảnh địa ngục gì, có tầng như cái ổ ong giờ vẽ, không có phải vậy. Kinh Địa Tạng nói nhiều thứ địa ngục lắm, không có 18 tầng địa ngục. Người ta ưa thầy đó, tôi mà tôi có nói gạt, tôi nói sai, nói dối gì cho tôi đọa 18 tầng địa ngục đi. 18 tầng địa ngục đó, tại sao 18 mà không nói 17, mà cũng không nói 19 là tại đâu? Cho nên là tôi nghe đây nè, có những vị thầy họ làm ăn, họ kiện tụng nhau, rồi họ bất mãn nhau, họ nói cái điều đó tôi không có làm, tôi không có nói, cái nợ nần tôi không có mượn, nếu mà tôi mà có nói sai cho tôi đọa 18 tầng địa ngục. Tôi nghe tôi cười quá, tôi cười mình tôi vậy đó. Nếu mà cho tôi hỏi tại sao lên 18 tầng mà không nói 19 tầng, mà tại sao cũng nói 17 tầng, 15 tầng mà phải nói 18 tầng là tại sao? Cái đó là nếu hỏi như vậy là bí à. Cho nên có nhiều vị Phật tử muốn hỏi thầy lắm mà không dám hỏi, sợ thầy mình nói không được, tội nghiệp.
sợ thầy mình nói không được, được tội nghiệp thầy mình. Chứ tại sao lại 18 tầng địa ngục? Tôi có nói sai vậy cho tôi đọa 18 tầng địa ngục. Thế thì nhiều chuyện lắm mà trong kinh Địa Tạng nhiều thứ địa ngục lắm, mà trong đó có 18 tầng, rồi 36 tầng, 36 địa ngục, rồi còn nhiều cái địa ngục nữa, mà có địa ngục gọi là địa ngục vô gián. Thế nào là vô gián? Rồi thế nào là hữu gián? À, kinh Địa Tạng nói địa ngục vô gián. Ở đây tôi không phải là gián kinh Địa Tạng, cho nên tôi chưa có nói hết cái việc đó. Nhưng mà tôi báo cáo cho Phật tử biết rằng địa ngục không có ở đâu hết. Ông Địa Tạng đừng gọi là U Minh giáo chủ nha. Như cái bài hô chuông hả đó. À, hồng chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm thuận thông thiên đường hà triệt địa phủ. Cái địa phủ này đó, nó không có ở đâu dưới đất gì hết. Chữ địa là tâm địa đó, mà cũng chữ địa là có cái lúc là gọi là địa ngục. Địa ngục là cái ngục đó do tâm địa của mình làm ra. Mà chữ địa ngục đó là cái nghĩa đen vậy cũng chưa trúng. Chữ địa ngục đó ta dịch đó là khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, là chấp hữu, là chấp vô, nó thành ra địa ngục. Chứ đừng có nói đâu Địa Tạng là ông là giáo chủ của cõi U Minh. U Minh là cái cõi địa ngục ở dưới lòng đất, rồi ông ở trong cái địa ngục vậy, rồi ông thường làm việc với nhất điện, bình đẳng dương, nhị điện, thái sơn dương, tam điện, tống đế dương, cho tới thập điện, rồi chuyển lên thánh quân. Không có. Cái đó là tưởng tượng nói tầm bay tầm ba. Không có cho thập điện nào mà lập ra cái đó để trị ai hết. Để tôi nói vậy cho nên các vị nói tôi là nó hỗn rồi, không dị tình thập địa, không có thập địa. Rồi dưới có ngưu đầu, rồi có mã diện, rồi có quỷ sứ, rồi có mạnh bà, rồi cho uống thuốc lú, rồi đầu thai lên. Cho nên có người khi đầu thai lại là quên hết á. Trời Phật ơi, các vị nghe kiểu đó thì sao là nghe đạo Phật được. Vậy vẽ ra nó có vẽ ra là có chồng còn đi lấy trai, chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Nó hù mấy người đàn bà đấy. Vậy chứ mấy cái người mà có chồng đi lấy trai, chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu, nó có vẽ đàng hoàng nha, cưa chảy máu đàng hoàng. Còn mấy cha mà đi lấy mèo đó, làm tan rã gia đình, làm con cái đau khổ đó, thì sao không thấy cưa? Không có vẽ câu đó. Nó hù đàn bà, nó theo cái chế độ là phu sướng phụ tùy á. Nó hù nó vậy đó. Tại sao cưa đàn bà? Tại sao ta đi lấy tay được cưa ta? Còn mấy cha mà nó nhảy dù tùm lum đó, nó nhiều bà nữa, không thấy cưa. Cho nên là cái đó nó không có phải. Đừng có tin cái đó. Không có nhất điện, nhị điện gì hết á. Cho nên là cái vụ tình thất đó nha. Cũng là đệ nhất điện là bình đẳng dương, là nhị điện là tam điện, là tống đế dương, là thất điện. Cũng bảy thất đó là bảy cái ông diêm dương đó. Cho nên tôi đâu có chịu. Tôi không thèm đi ăn từng thất gì hết. Ăn từng thất là tôi lấy cỡ 500 với tên triệu đó nha. Không đi là không. Không có ông nhất điện nào trị cái dòng hồn hết. Mà nếu mà ông nhất điện, nhị điện, tam điện, tứ điện, ngũ điện, lục điện, thất điện là trị cái người Phật tử tại gia, thì vậy thì mấy ông thầy chùa mà tụng 3-4 ngày trời cả trăm ông, mấy người giàu ta rước là cái trăm ông. Còn các cái vị mà có uy tín, có chức chốt đó, trong giáo hội đó, cả ngàn tăng ni mà tụng mấy ngày vậy. Vậy thì là cái công đức của các vị tụng cho ta giảng sanh cực lạc, trực giảng Tây Phương. Công đức đó ở đâu? Đem đi đâu? Đem đi đâu mà về mỗi thất rồi tụng thêm lần nữa, rồi ta tăng lần nữa, rồi thất thứ hai tụng lần nữa, cũng mời vậy đó, rồi ta tăng nữa. Rồi cái lần 49 ngày đó là lớn nhất, là gọi là cái ngày đó đi đầu thai. Vậy thì là còn cái tụng mà cái 2-3 cái ngày chết đó.
Bây giờ có những vị chức lớn là để tới 5 ngày, tới 7 ngày. Giờ tụng thần rằng như vậy rồi công đức đó để là cái gì? Nếu được thì đã đi Tây Phương rồi. Còn cúng bãi thánh để làm chi? Còn cái giáp năm đó ta gọi là đệ cửu tuần đó. Giáp năm là đệ cửu điện đó nha. Còn mãn khó là ta cúng đệ thập điện đại đức minh vương án tiền chiếu hạ trong cái sớ đó. Như thế thì là tụng chín bộ chép tổ cúng tiền bạc vậy đó. Mà rồi vẫn cái mãn khó là nói là mãn khó 3 năm chứ còn thì thật là không có 3 năm, có 2 năm à. 7 cái pháp là 49 ngày. Ba nhật chi tuần là 100 ngày. Rồi tiểu tuần chi tuần là 1 giáp năm. Đại tuần chi tuần là mãn khó, thật sự là có 2 năm. Mà cúng tuần đại tuần đó, tức là cúng thập điện chuyển luân thánh vương đó, là điện, cái ông Diệu Dương thứ 10. Còn bảy thất là cúng ông Diệu Dương thứ 1 cho tới thứ 7. Đấy. Cho nên tôi học Phật rồi, tôi đâu có thèm cúng cái đó. Tôi đâu có thèm đi chính lễ cái thứ đó. Nói như vậy làm sao nghe được? Anh tụng anh ăn tiền tôi rồi. Ngay cái lúc mà nghĩa là thân dân tôi mới chết trong vòng 3 ngày là tụng gần như vậy. Mà có những cái ông lớn ở Việt Nam là cả ngàn người cả trong nước tụng. Vậy thì tụng để làm gì? Đãi cơm để làm gì? Mà rồi 7 ngày lại cầu siêu nữa. Rồi 7 ngày cầu siêu nữa là cho tới 7 lần 49 ngày là 7 lần cúng. Vậy thì cái ngày thứ nhất có siêu không? Tổng 7 ngày trong lúc làm đám ma nó có siêu không? Rồi thất thứ nhất có siêu không? Làm sao cắt nghĩa được? Đạo Phật như vậy thì làm sao cắt nghĩa được? Vậy thì thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không. Cái câu đó học để làm gì? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không. Thọ tưởng hành thức cũng đều nói như vậy. Theo giáo lý của Phật thì ngũ ấm giai không, ngũ quẩn vô ngã, ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn giai không thì đâu trả gì cho nó. Thì sao lại còn một cái thức? Còn người thế gian thì gọi là thức, gọi là hồn chứ gọi là linh hồn. Còn các hòa thượng tu như vậy đó mà gọi là còn giác linh, ở cho tới 49 ngày, rồi ở cho tới 100 ngày, rồi ở luôn cho tới giáp năm, rồi ở luôn cho tới mãn khó, rồi ở luôn cho tới cái tuần cúng dỗ lần thứ 40, 50, 60 là sao? Cái đạo Phật gì anh nói lật lọng, tráo trở, láo khoét như vậy để bắt người ta nghe cái kiểu kỳ cục gì sao ta nghe được? Cái người mà có trí tuệ chút, người ta có tham thiền, có tu học tham thiền một chút là ta nghe nó trật lất, nó bậy bạ như vậy. Thì tôi nói các vị tham thiền đi. Tham thiền các vị nghe thử, rồi các vị tham thiền thử đi. Cái tôi chịu không nổi rồi. Tôi chịu không nổi với cái đạo Phật của ta học mà không chịu nói cho bá tánh, cho bổn đạo nghe cho rõ. Tôi nói cái kiểu úp úp mở mở mưa mưa màng màng vậy. Để mình lấy tiền mà ăn thì tôi ăn không nổi, thành ra tôi nói phải nói thiệt vậy. Mà hồi nào giờ tôi muốn nói lắm này mà bởi vì giảng công cộng là nói kiểu này không có được. Nói kiểu này là nửa chừng lát đát ở trọng người ta, nửa chừng ta bỏ ta đi thì coi sao được. Mình mất tinh thần mình không có được. Chưa kể là có người tổ chức đánh, nhưng mà thì cách đây mấy chục năm rồi cũng có nhớ mình tổ chức đánh nó chứ, nhưng mà tại nó chưa đánh nó còn nghĩ sao đó. Bây giờ đây này giảng về là cũng có người sắp muốn đánh nữa đấy. Nhưng mà chừng nào thì chưa biết.
Chứ nói vậy là đụng chạm gì lắm đó. Mà đụng là tôi tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do dân chủ theo ý muốn của tôi. Cho nên tôi nói như vậy, nếu các vị mà thấy là không trúng thì các vị đừng có nghe thôi. Chứ còn mình là lộng hành làm bậy bạ thì chắc chắn là không được rồi, bởi vì nó còn có cái cơ quan trị an của nhà nước chứ, đâu phải ai muốn làm sao làm. Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có cái tự do tín ngưỡng, hiến chương của nhà nước thì có tự do tôn giáo, có tự do dân chủ, có tự do phát biểu, tự do ngôn luận, miễn là mình đừng có đụng tới cái quyền lợi, cái chính trị trị an của đất nước. Còn cái tín ngưỡng của mình thì mình có quyền nói. Cho nên ngay bây giờ tôi thích ra cái gì là tôi nói. Còn tôi gửi gắm đến các vị bằng lòng nghe, không bằng lòng thôi. Chứ tôi nói đây là nói thật không đó. Cho nên là Khế Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân. Ở đây là tôi nói cái đức Diệu Âm Bồ Tát là cái âm thanh màu nhiệm, âm thanh thánh thiện của lòng mình, nó dục giả, nó nhắc nhở tâm mình. Mà khi mà Bồ Tát Diệu Âm mà xuất hiện là vui xuân vui khắp phương trời đó nha. Cái người mà trong tâm hồn vui vẻ mà lại cái cảnh trí của mùa xuân nữa thì vui xuân vui khắp phương trời đấy. Diệu Âm Bồ Tát mà xuất hiện thì là khắp phương trời, khắp thế giới quốc độ Ta Bà cũng như thế giới của mười phương, chỗ nào mà có Diệu Âm đi ngang qua là thế giới đó đều là đẹp. Cũng như cái người mà trong tâm hồn mà vui vẻ mà quan lạc mà không có phiền não vô minh đó, thì đi ngang bất cứ thế giới nào đều là nhìn thấy đẹp hết. Ngược lại có những người đi nhìn bất cứ thế giới nào cũng không đẹp, cũng không đẹp, chẳng qua là máy bay chở đi vậy thôi, tàu chở đi chứ còn nhìn đâu cũng đau khổ hết. Hỏi sao vậy, tại sao lại có người đó? Có dễ dàng buồn xuân riêng để cho người tương tư, cái người mà tương tư, cái người mà thất tình, cái người mà yêu đơn phương mà không thành tựu được thì đi đâu cũng đau khổ, nước nào cũng đau khổ, đi xe gì cũng đau khổ, máy bay là ngon lành mát mẻ mà cũng thấy mệt nổi đau khổ, là tại vì buồn xuân riêng để cho người tương tư. Học kinh điển mình mới học vậy đấy. Thế thì là điều Diệu Âm Bồ Tát mà xuất hiện thì là mười phương pháp giới, đi ngang nước nào đều rực rỡ sắc màu, mưa hương, mưa hoa, mưa các thứ nhạc trỗi, gió mát mẻ, ráng trời trăng sao bay đều là mây đẹp đẽ, và lòng người đi tới đâu cũng đẹp đẽ, tâm qua đua nở đẹp đẽ, tại vì là cái âm thanh màu nhiễm thánh thiện của lòng mình nó đã đẹp đẽ, nó mát mẻ, nó trong sáng rồi thì nhìn đâu cũng đều vui hết. Ý là dạy cái đó. Ở đây Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy. Địa Tạng Bồ Tát cũng vậy là vậy là sao? Đây nhé. Nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân cập hoa vũ. Bắt đầu nói về cái cảnh giới mà Địa Tạng Bồ Tát sắp xuất hiện đấy. Hết giờ là thân nhận đây. Ngày mai tôi sẽ nói tiếp về cái hiện tượng Bồ Tát Địa Tạng sắp xuất hiện ở thế giới Ta Bà. Xin chúc các vị văn như từ từ nhi tư như tu nhé. Còn cái nào mà không vừa lòng thì sao khỏi nghe, không có sao hết.